Real Madrid có đội hình giá trị nhất hành tinh. 1,3 tỷ là giá trị đội hình của Real Madrid theo Transfer Market. Man City và Arsenal lần lượt đứng các vị trí tiếp theo. Điều đáng nói, sở dĩ đội hình của Real Madrid tăng giá trị là nhờ chiến lược chuyển nhượng hợp lý, khi hầu hết các ngôi sao mà họ đưa về đều lên giá sau một thời gian. Mbappe và Endrick chứng minh triết lý căn bản của Real, mua ngôi sao giỏi nhất thế giới ở vị trí của mình cộng tài năng trẻ. Chính sách tuyển dụng hợp lý đang giúp Real Madrid thống trị bảng xếp hạng kim tiền của bóng đá thế giới. Họ chiếm 7 trên 10 vị trí trong bảng xếp hạng những cầu thủ đắt giá nhất của La Liga mùa này. Nhìn rộng hơn, có tới 3 trong 4 cầu thủ được định giá cao nhất thế giới hiện giờ, gồm Kylian Mbappe, Vinicius Junior và Jude Bellingham đang khoác áo Real Madrid. Đây là cách chúng tôi tiếp tục xây dựng đội ngũ này và nó sẽ được ghi nhớ mãi mãi, chủ tịch Florentino Perez cho biết. Real Madrid luôn nỗ lực để củng cố hy vọng của người hâm mộ. Chúng tôi trung thành với chính sách thể thao đã biến câu lạc bộ thành điểm tham chiếu tuyệt vời trong thế giới bóng đá suốt hơn 20 năm qua, ngôi sao giỏi nhất thế giới ở vị trí của mình cộng tài năng trẻ. Đó là một tuyên bố đầy tự hào của người đứng đầu Real Madrid. Đây không phải là lần đầu tiên Perez nhắc đến ý tưởng tạo ra một đội bóng theo công thức đó. Mùa hè này, ông đã đem về Kylian Mbappe, một ngôi sao đẳng cấp thế giới, và tài năng trẻ mới 18 tuổi Endrick. Nhờ thế, trong số 10 cầu thủ đắt giá nhất La Liga, Real Madrid sở hữu tới 7 cái tên và chiếm các vị trí 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 trong top 10. Đây là sự thống trị tuyệt đối của Real Madrid, và 7 cái tên đó là Vinicius, 180 triệu euro, Mbappe, 180, Bellingham, 180, Valverde, 120, Rodrigo, 110, Camavinga, 100, và Quam, 100. Vinicius được mua khoảng 20 triệu euro và 7 năm sau, anh có giá 180 triệu euro. Vinicius. Tân binh Mbappe và Bellingham tạo thành bộ 3 triệu phú của La Liga. Ba người đứng trên bục vinh quang và đều được định giá 180 triệu euro mỗi người. Tổng giá trị của 7 cầu thủ này là 870 triệu euro. Ở trong top 10, Barca chỉ có Lamine Yamal, 120 triệu và Gavi, 90 triệu. Người còn lại Julian Alvarez của Atletico, 90 triệu. Triết lý của Perez rất rõ ràng, mua những cầu thủ giỏi nhất. Như ông đã nói với đám đông tại buổi ra mắt Mbappe, tất cả công việc của Real Madrid đều có một mục tiêu duy nhất, biến giấc mơ của các bạn thành hiện thực ở mỗi mùa giải. Và đó là những gì chúng tôi đang nỗ lực để tiếp tục cải thiện đội hình đã trở thành huyền thoại tại Real Madrid và trong làng bóng đá thế giới. Phân tích bảng xếp hạng cho thấy cả 7 cầu thủ này đều đến dưới thời của huấn luyện viên Carlos Ancelotti. Như Perez đã giải thích tại buổi ra mắt của Endrick, sự kiên định của Real Madrid trong ý tưởng ký hợp đồng với những cầu thủ trẻ đầy triển vọng đang được đền đáp. Sau một mùa giải chính thức và kỳ Euro 2024, giá của Guler đã tăng gấp 3 lần, từ 15 triệu lên 45 triệu euro. Vinicius là một ví dụ. Thương vụ được thực hiện vào tháng 5 năm 2017 và tiền đạo khi đó mới 17 tuổi chỉ được Transfer Market định giá vào khoảng 20 triệu euro. Bây giờ, 7 năm sau, anh có giá 180 triệu euro. Cao điểm tăng giá tuyệt vời của Vini xuất hiện kể từ năm 2022 khi anh tăng thêm 130 triệu euro. Tương tự là Rodrigo. Chân sút này chỉ được định giá 10 triệu euro khi được Real Madrid mua về vào tháng 5 năm 2018 và giá trị của anh bây giờ là 110 triệu euro. Trong trường hợp của Endrick, Real Madrid đã chính thức ký hợp đồng vào tháng 12 năm 2022 với giá 20 triệu euro, nhưng đến mùa hè này mới thực thi. Giá của anh hiện là 60 triệu euro. Sự phát triển của Valverde cũng rất ngoạn mục cả trên sân cỏ và trên thị trường. Cầu thủ người Uruguay đã đến vào tháng 7 năm 2016. Vào thời điểm đó, giá của anh được Transfer Market ước tính là 450.000 euro. Valverde đã trở thành thành viên của đội một kể từ mùa hè 2018 và hiện được định giá là 120 triệu euro. Một ví dụ khác minh họa cho chính sách chuyển nhượng hiệu quả này của Real Madrid là Arda Güler. Tài năng trẻ này đã tăng giá trị rất nhiều trong năm ngoái. Từ 15 triệu euro ở mùa hè 2023 khi anh mới 18 tuổi, chỉ sau một mùa giải chính thức và kỳ Euro 2024, giá của anh đã tăng gấp 3 lần, lên thành 45 triệu euro.